Tử vi tuổi Tỵ tháng 1 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lần đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong muốn mình gặp được nhiều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có nói, không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng chúng ta luôn biết cố gắng với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Lạc quan, trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Tử vi tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu chỉ ra rằng, tuổi Tỵ vào tháng 1 năm 2021 âm lịch sẽ gặp khá nhiều may mắn trên mọi phương diện. Để được biết vận trình cụ thể của người tuổi Tỵ, những cơ hội, khó khăn và các phương án hóa giải thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video dưới đây. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng này không phải là tháng có nhiều nên đuổi đối với những người tuổi Tỵ. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu như gia chủ tuổi Tỵ sẽ cần chú ý, nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 1, từ ngày 20 tháng 2 dương lịch có nạp sát là Kỷ Hợi, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Quý Tỵ sinh năm 1953 và Ất Tỵ sinh năm 1965. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 1, từ ngày 4 tháng 3 dương lịch có nạp sát là Tân Hợi, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 và Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tỵ. Trong tháng này, các mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tỵ trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 1, từ ngày 17 tháng 2 dương lịch, có nạp sát là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 1, từ ngày mùng 1 tháng 3 dương lịch, có nạp sát là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Tỵ trong tháng 1 âm lịch năm 2021. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ vướng phải nhiều sóng gió trong tháng 1 âm lịch. Vì thế, bạn cần chuẩn bị trước tinh thần để đối diện với khó khăn, chớ nên lùi bước vì những rắc rối nhất thời. Hãy coi như đây là một cơ hội để rèn luyện bản thân, giúp mình trở thành một người xuất sắc hơn. Nếu bạn là người làm công ăn lương, bạn sẽ khó đạt được tiến bộ lớn và xác suất nâng lương, thăng chức cũng rất thấp. Đồng thời, trong thời gian này sẽ có rất nhiều rắc rối trong công việc về tình trạng làm việc kém hiệu quả sẽ khiến bạn thường xuyên bị cấp trên chỉ trích và khiển trách. Thậm chí bạn có thể mất việc. Đối với tuổi Tỵ trong vai trò lãnh đạo, điều quan trọng nhất sẽ nằm ở khía cạnh con người và bạn cần nỗ lực nhất định để hòa nhập với mọi người xung quanh. Đừng quá hà khắc với cấp dưới mà hãy thuyết phục mọi người bằng niềm tin, sự tử tế với người khác. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công,
Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Tỵ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, về mặt tài lộc. Vào tháng 1 âm lịch, tin vui là tài vận trong tháng của tuổi Tỵ khá ổn định, việc thu, chi khá cân đối nên bạn không còn lo lắng nhiều. Tiền bạc của bản mệnh tiếp tục duy trì ở mức ổn định so với tháng trước. Những người trẻ tuổi có ý định đầu tư, khởi nghiệp, nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè, bạn có thể bắt tay và thực hiện kế hoạch của mình. Bên cạnh đó, để may mắn và thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ giúp bạn kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba, về mặt tình duyên. Xem tử vi tình duyên của tuổi Tỵ không có nhiều biến động trong thời điểm tháng 1 âm lịch. Đa số các đôi đều ở bên nhau một cách hòa bình, không có nhiều mâu thuẫn xảy ra, dù có tranh cãi cũng có thể giải quyết một cách êm đẹp. Một số người tuổi Tỵ độc thân sẽ khá nổi tiếng với những người khác giới và có nhiều người ngưỡng mộ. Từ đó bạn có thể gặp đúng người để bắt đầu một mối quan hệ. Những gia chủ của tuổi Tỵ có vẻ đẹp bề ngoài, ngoại hình nhưng tính cách lại khá rụt rè, nhút nhát, cần chủ động hơn trong mọi việc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Nếu có một kết thúc viên mãn trong tháng 1 này, đừng để tình cảm quá ảm đạm như vậy, bạn sẽ không còn nhiều cơ hội để thay đổi. Ngoài ra, để kích hoạt đào hoa, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ, vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Tỵ trong tháng 1 âm lịch khá tốt, bạn có thể cày việc và thực hiện các mục tiêu đầu năm. Tuy nhiên, bạn vẫn nên chú ý đến việc nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Vì thời tiết lúc này đã trở lạnh nên bản mệnh cần phải chú ý giữ ấm, hoạt động thể dục thể thao và ăn uống đầy đủ chất sẽ có tác động rất tốt tới cơ thể, khiến đầu óc tỉnh táo và sáng suốt hơn. Bạn cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Tỵ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong công việc, kích tài lộc cho gia chủ. Tử vi của từng tuổi Tỵ trong tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Ất âm mộc gặp canh dương kim là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Tỵ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Bước sang tháng 1 âm lịch, vận thế của tuổi Ất Tỵ cực vượng, quý nhân trợ giúp, bạn có những cơ hội hướng đi tích cực trong sự nghiệp và giải quyết được nhiều khó khăn tồn tại trước mắt. Đồng nghĩa với việc bạn sẽ không phải chịu đựng nhiều áp lực trong công việc. Tuy nhiên, tình hình tài chính của bản mệnh không quá khả quan. Vì thế, những ai có ý định đầu tư không nên nóng lòng muốn thu được lợi nhuận trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, cần phải phân tích rõ những mặt lợi hại, đồng thời lắng nghe ý kiến của những người xung quanh, không nên tự mình đưa ra quyết định. Ngoài ra, tình trạng sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ trong tháng khá ổn, chú ý giữ tinh thần bình ổn, thoải mái, chú ý vận động, nghỉ ngơi hợp lý, không nên dồn quá nhiều thời gian và sức khỏe cho công việc. Bên cạnh đó, người tuổi Ất Tỵ cũng nên sử dụng kim bài thái tuế mang theo bên mình để bảo vệ bản mệnh, mang lại may mắn, tài lộc. Thứ hai, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Đinh âm hỏa gặp canh dương kim là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, tuổi Đinh Tỵ cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng bà ra. Làm việc với cấp trên, bạn cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Trong tháng 1 âm lịch, người tuổi Đinh Tỵ sẽ gặp phải nhiều chuyện cần suy nghĩ, áp lực, công việc lớn, thành tích không được lý tưởng, sẽ phải giải quyết những chuyện phiền phức liên quan tới khách hàng, mâu thuẫn với khách hàng, mâu thuẫn với lãnh đạo, quan hệ xã giao không thuận lợi. Đặc biệt, sau lưng bạn luôn có những kẻ tiểu nhân bàn tán chuyện thị phi, trong công việc sẽ để xảy ra sai sót khiến cơ thể phải chịu mệt mỏi.
Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Tị, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh mình. Vòng còn có thể hóa giải thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, căn lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Thứ ba, tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Kỷ âm thổ gặp canh dương kim là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Kỷ Tỵ. Nếu có cơ hội tốt, bạn nên phải nắm bắt thì ắt hẳn sẽ có tài lộc và sự phát triển. Chờ đợi bạn phía trước. Trong tháng này, người tuổi Kỷ Tỵ cũng gặp nhiều chuyện tốt đẹp về mặt công việc. Vì thế bản mệnh cần phải nắm biết chắc cơ hội thể hiện năng lực và tài hoa của mình trong tập thể. Tuy nhiên trong tháng, bạn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh việc kiếm tiền được bao nhiêu lại tiêu bấy nhiêu. Nếu có cơ hội có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư, phân tích tình hình thị trường, bạn có thể kiếm được những khoản thu nhập ngoài mức lương chính. Phương diện tình cảm cũng không có nhiều khởi sắc, những người còn độc thân có thể được nhiều đối tượng khác giới theo đuổi. Nhưng khuyên bạn không nên đi đến những quyết định quá vội vàng mà nên suy nghĩ thật cẩn thận, quan sát kỹ càng. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ Kỷ Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí còn có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 1 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Tỵ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!